Mời nhà gái. Rồi chào em. Ôi em ơi, xinh như công chúa. Rồi mời nhà trai giới thiệu về mình đi. Dạ chào anh Quỳnh Linh, chào anh Ngọc Lân, chào các khán giả. Em là Mạnh Cường, đến từ Đồng Nai, hiện đang sinh sống và làm việc tại Thuận An, Bình Dương. Em là sinh năm mấy? Dạ em sinh 1989. 1989. Dạ em làm nhân viên kinh doanh bất động sản. Chào Cường nha, nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ em chào chị Ngọc Lan, chào chú Quỳnh Linh, chào các quý vị khán giả và nhà nam bên kia. Thì em là Nhung, hiện tại em năm nay 26 tuổi. Hiện tại thì em đang là nhân viên tuyển dụng nhân sự. Rồi em ở đâu? Hiện tại thì em đang ở quận 6. Với ai? Với lại hai chị của em. Còn em làm ở với ai? Dạ hiện tại em đang ở một mình ạ. Một mình luôn? Dạ. Rồi quê mình ở đâu? Dạ quê em ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai ạ. Đồng Nai rồi bây giờ trên đó còn ai trên đó? Dạ còn mẹ. Mẹ. Dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ, hơi thật thà. Rồi còn điểm yếu của em là thường thường hơi bị rung, hơi bị hồi hộp. Rồi cái thứ hai là hơi bị bừa bộn xíu. Mình làm bất động sản mình đi sao rung được? Bình thường nói công việc khác thì em không rung, nhưng mà thường thường nói đến chuyện tình cảm hay mà nói trước phái nữ là mình rung đúng không? Dạ. Thôi mời nhà gái. Dạ ưu điểm của em thì chắc là hiền, suy nghĩ tích cực, rất lành tính. Dạ. Rồi còn khuyết điểm của mình? Dạ khuyết điểm của em thì kiểu cảm giác sẽ rất khó chia sẻ với người khác. Và cũng lười giao tiếp ở trên mạng xã hội. Và em cũng không biết nấu ăn. Rồi Cường, chuyện yêu đương nó là sao rồi? Dạ, chuyện yêu đương của em là em cũng hơi nhát á. Nên từ trước đến giờ đa số là em thương thầm người ta là khoảng tầm 2 mối tình. Thương thầm 2 mối tình luôn? Dạ. Thương thầm mà tới 2 mối tình lận đó. Dạ, hồi còn sinh viên á thì em cũng thích bạn kia được một thời gian, xong rồi bạn kia lại quen người khác. Còn đợt thứ hai thì bạn nó đồng ý hẹn hò khoảng tầm 2 tuần sau thì bạn ấy có bị mất rồi do tai nạn. Ừ. Thì em không có mối tình nào mà mình tỏ tình được hết trơn hả? Hay là tỏ tình với mình? Dạ, từ trước. Không có luôn hả? Dạ. Thôi thôi. Vậy là hồi nào giờ có nắm tay con gái chưa? Dạ, em ơi. Chưa. Lại là một ca trinh nguyên. Làm gọi là nó có vấn đề gì không hôm em? Em không dám ạ. Không dám hả? Sao không dám? Lý do gì mà mình không dám? Người rung hồi hộp. Hả? Nói tới còn rung kìa. Mình có bao giờ nằm mơ mình hung cô gái nào chưa? Dạ có. Có hả? Dạ. Nói cái mớp mòi muốn hung rồi thấy chưa? Nhưng mà mình có khát khao được nắm tay một người bạn gái đi ra đường, đi giới thiệu với bạn bè không? Dạ có. Mà không dám? Dạ. Vậy bây giờ mình dám chưa? Giờ dám. Một chút mở rào ra nắm tay liền nghe. Dạ vâng chị. Nhớ nghe. Dạ. Cố lên. Dạ vâng. Tôi không tin luôn á. Mày hàng hiếm á. Rồi được rồi, tôi qua bên nhà gái coi sao. Dạ con. Dạ. Trời ơi còn trẻ xinh đẹp quá. Mình có mấy mối tình rồi nè? Dạ con có một mối tình. Một mối tình hả? Lâu không con? Dạ cũng lâu rồi, từ thời đại học á. Nhưng mà yêu nhau mấy năm? Dạ cũng không lâu lắm, chắc đâu đó cũng tầm một năm. Một năm? Dạ. Cũng lâu á. Một năm là sương dạ, sương rồi. Là từ thời gian bạn và yêu, tại tụi con là bạn từ trước đó. Dạ. Nắm tay chưa kìa? Dạ có rồi. Em nghĩ như thế nào khi mà một chàng trai 36 tuổi vẫn chưa nắm tay một cô gái nào? Dạ cái này cũng không biết. Cũng không có kinh nghiệm tình yêu nữa, sao hỏi nó được. Bây giờ con muốn tìm người yêu thế nào? Thì hiện tại thì mẫu người của con sẽ là thiên về hài hước, uy tín. Dạ. Sẽ thêm một chút chủ động. Bởi vì con là một người không chủ động trong tình cảm. Thua rồi. Bên kia là không có chủ động được rồi. Trời ơi, cái kèo này sao tôi nghi quá à. Ông bên kia đứng trước cái ông rùm lập cặp lập không cặp. Nói chuyện được luôn. Hồi nãy đó nói chuyện gái là coi như là mặt lừa xanh lè luôn rồi đó. Sao không dám? Lý do gì mà mình không dám? Người rùm hồi hộp. Hả? Khó à. Không, bây giờ mình đổi đi, mình đổi gu đi. Mình là người chủ động đi. Đâu có sao đâu. Nha. Bây giờ một mẫu hình thế nào, con tưởng tượng một chàng hoàng tử của mình cao ráo như thế nào, nước da rồi tóc tai sao, con tưởng tượng thử xem. Dạ, về ngoại hình á thì
chiều cao sẽ cao hơn con thì tầm khoảng 1m75. Về ngoại hình thì không quá mập, tại con không thích người mập. Dạ. Về da thì con thích da nói chung là ngâm đến trắng chứ không quá đen. Thì đó là về ngoại hình bên ngoài. Thật ra là nếu mà có thiếu thiếu chút xíu thì cũng chăm trước nghe. Được không? Tao chưa yêu lần nào, tao tưởng tượng gì thôi. Ừ thì không, mình phải nói trước vậy chứ. Yêu xong nó quên dự mập mạp, nó quên hết nước da, nó quên không còn cái gì trơn hết. Bây giờ ngược lại. Chắc cũng không biết hình mẫu lý tưởng của mình là gì đâu. Có giờ tưởng tượng nàng công chúa của mình như thế nào không? Em tưởng tượng là chắc cao khoảng từ 1m55 đến 1m65 chẳng hạn. Nước da rồi tóc tai sao? Nước da tóc tai thì em cũng chưa tưởng tượng ra được. Mẫu hình lý tưởng nào mình hướng tới không? Không quá ốm cũng không quá. Không ốm không mập hả? Dạ. Mày mới khó đó, lựng lựng vô chừng khó lắm á. Là tướng phải chuẩn. À thôi được rồi, hỏi người thân đi chứ về bó tay à. Em đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp của em. Bạn bè, đồng nghiệp không có chỉ cách là yêu đương gì hết trơn. Ích kỷ quá. Nhóm này coi chừng cũng ế giống vậy luôn à. Dạ đúng. Đúng. À, hôm nay đến đây thì em nghĩ nó cũng là cơ duyên của hai bên thôi. Thì Nhung ơi, chị thấy là chàng trai bên đây thì cũng khá là chân chất và hiền lành. Nó rất là, cảm giác rất là chân thật. Sau khi mà mình vén cái rèm hoa này ra thì mong là bạn Nam có thể chủ động hơn một xíu để mà Nhung cũng sẽ share nhiều hơn. Thì lúc đó cho cơ hội để tìm hiểu nhau. Thôi cũng ráng nha. Thôi chút nữa có gì ông Mai ông sẽ hướng dẫn. Rồi bây giờ nhà trai đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ với đồng nghiệp của em. Đó có mẹ nè, để hỏi mẹ cho rõ nè. Dạ con chào cô. Xin chào Quyền Linh, chào Ngọc Lan, chào quý vị khán giả. Mình là mẹ của Mạnh Cường. Nói chung là Mạnh Cường thì rất là thật thà, mà đúng là rất là nhát gái. Nói chuyện công việc thì rất là đâu ra đấy. Trong xóm ai cũng khen là anh này có vẻ là mạnh dạn. Nhưng khi mà có con gái mà có tình cảm là không nói được. Xong nói cả lăm. Đó là cả lăm đúng không hả? Dạ. Mà nói cũng hơi nói nhanh. Mà cô thấy cái Nhung bên này là cô ok lắm luôn á. Thôi con cho con trai cô hỏi nhé. Rồi làm dâu cho cô đi. Cô sống đơn giản lắm. Rất hiền lành. Cô là giáo viên cũng nghỉ hưu rồi. Còn làm dâu cũng được mà ở riêng cũng được. Sống thành phố cũng được. Mà về sống bên cạnh cô cũng được. Cô cũng từng làm dâu mà. Cho nên là con cho con trai cô hỏi nhé. Trời ơi. Thấy thương không? Đất ruột. Ây. Thiệt á. Đi đâu chắc phải dẫn mẹ theo đó Cường. Rồi. Bây giờ thôi mở rào để Cường chủ động đi ha. Trước khi mở rào tôi dặn dò là khi mở rào ra thì đứng ôm ổng từ đầu cho tới cuối, khi nào ổng hết rung á thì hãy buông ra, chứ để không thôi ổng té xỉu. Có đâu, bình tĩnh lên Cường. Coi như mình đi mua bán bất động sản đi. Ổng chưa nắm tay ai bao giờ đó, một chút hướng dẫn ổng nắm tay nghe không? Cầm sẵn này, tiến tới nha. Rồi, mở rào. Hít hơi thật sâu vô. Thở ra phì phò phì phò. Tiến tới đi Cường. Tới đi. Em có món quà nhỏ tặng em. Gì vậy đứng đó? Em có món này. Cảm ơn em. Mở quà coi bạn gái tặng gì Cường? Dạ, bình nước à. Nói bạn gái tặng bình nước chi? Bình nước nóc lóc. Cảm ơn em món quà. Thì anh hay đi ra ngoài đường gặp khách á, thì cần những nước. Nhiều khi mình bỏ nước đá hay là cà phê sữa trong đó mình đi uống nó tốt hơn. Khép nép quá. Ngồi xa xa thì còn khí thế nha. Lại gần là khép nép quýu liền. Lúc mở rào ra thì em nghĩ sao về anh? Đầu tiên á, thì giống như mọi người chia sẻ là sự chân thành. Trong quá trình mà anh chia sẻ thì em cảm nhận được cái sự chân thành đó. Còn về hình dáng hay là tất cả mọi thứ thì cũng cao hơn em. Nhưng mà có một điều thì về độ tuổi thì nó hơi lớn hơn so với em. Dạ. Anh nghĩ là trong tình yêu á thì tuổi tác nó cũng không có quan trọng. Chính ra là em 97 thì anh 89 thì cũng không có chênh nhau nhiều. Tình yêu không có phân biệt tuổi tác. Hơn nhau mấy chục cũng bình thường mà. Quan trọng có yêu nhau không? Giống như câu hỏi của anh á, thì sau khi anh thấy em thì anh cảm nhận như thế nào về em? Lúc á, nghe giọng nói thì anh cũng thấy là giọng nói dễ nghe nè. Rồi cũng có sự cuốn hút. Còn khi mà mở ra thì em ưa nhìn. Thì cũng đúng như anh mong muốn. Và cái thứ hai là anh cảm thấy tim anh cũng hơi rung động. Dạ. Hỏi coi
bên đó khoảng chừng nào có thể kết hôn được? Theo em thì bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân? Thì nếu trong một mối quan hệ thì tầm khoảng 2 năm. Yêu nhau sau 2 năm thì khi đó sẽ tiến tới hôn nhân. Em có thể hiểu rõ về đối phương nhiều nhất có thể. Còn theo anh thì từ 1 đến 2 năm. Còn về cái thời gian cụ thể thì tùy vào cái mức độ tin tưởng và yêu thương nhau của giữa hai bên. Em có một câu hỏi, đó là công việc của anh thì nó sẽ thiên về sale nhiều đúng không? Đúng rồi, anh là sale, thiên về sale. Có thường xuyên đi nhậu hay là về trễ hay là như thế nào không? Đi nhậu thì anh thì nhậu được nhưng mà anh ấy không thích nhậu. Mình cảm thấy nó ảnh hưởng cho sức khỏe, nó không có tốt lắm. Hẹn hò sao? Em mình làm về nhân sự thường thường đa phần là cuối tuần là rảnh hết đúng không? Dạ, cuối tuần thì em không lên công ty thôi nhưng mà em có làm việc tại nhà. Và vẫn có thời gian dành cho bản thân. Còn về thời gian của anh thì như thế nào? Thời gian của anh đa số là linh động thôi. Bây giờ mình vẽ bức tranh đi, thí dụ giờ mình tiến tới hôn nhân thì mình ở đâu, mình làm gì, mình bảo đảm tương lai cho bạn gái không, thí dụ vậy? Anh thì anh thích sống ở Hồ Chí Minh, chỗ ở thì không quan trọng nhiều khi á. Nếu mà muốn về quê cũng được, mà ở trên này cũng được, thì nếu mà ở trên này thì sẽ rút vốn từ ngoài quê lên để mà ở trên này. Nhưng mà nhà cửa đất đai sao mình nói cho bạn gái yên tâm? Khi mà có gia đình thì về tâm lý cũng như về tất cả mọi thứ là chuẩn bị hết rồi, chỉ cần thiếu một người bạn gái tìm hiểu để mà tiến tới hôn nhân thôi. Con một thì cũng chuẩn bị kinh tế cũng tốt lắm rồi đó. Bây giờ mình nói chút quan điểm về hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Theo anh, sự trong tình yêu cũng như trong hôn nhân thì cần sự đồng cảm và chia sẻ của cả hai bên. Ví dụ như có một việc gì xảy ra thì mình không phải cần phải nói to tiếng quá nhiều, thì mình sẽ ngồi lại với nhau để mà mình chia sẻ những quan điểm của nhau để mà mình đi tới những cái quyết định đúng đắn nhất. Thì đối với em, tiêu chí đầu tiên đó là cả hai có thể chia sẻ với nhau được và cảm thấy khi ở bên nhau thì có một cái sự an toàn nhiều nhất có thể. Bây giờ Cường bước tới nắm tay bạn gái đi, chủ động đi nào. Em cứ nắm tay, cảm nhận với em. Nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Nói chung là mình đến đây là một cái duyên rồi á, thì nếu mà được thì cho chúng ta cơ hội tìm hiểu, có thể chinh phục được em hoặc không, nhưng mà hãy cho anh cơ hội em nhé. Cường thấy cô gái đó như thế nào đối với mình, cảm xúc ra sao? Lúc nhìn thấy em và hiện tại được nắm tay em thì anh cảm thấy là con tim rất là rung, gần như là không biết nói gì luôn á. Móc bức thư tình ra liền. Anh sợ anh nói không có được nhiều, hoặc là đơn giản như mẹ vấp một cái gì đó thì anh cũng có một viết mấy chữ gửi cho em. Cô gái đọc, mở thư ra đọc. Cho cô gái nghe chứ. Gửi người con gái định mệnh, mặc dù chưa được gặp em nhưng anh luôn nghĩ rằng sẽ được nắm thật chặt tay em. Một khi đã yêu thương hết lòng thì anh sẽ không bao giờ buông. Hãy cho anh cơ hội em nhé. Hạnh phúc đang chờ anh và em đó. Rồi, bây giờ hai bạn để tay vào nút bấm. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Cho cơ hội em nhé. Một chàng trai nhút nhát, một cô gái còn trẻ nhưng rất bản lĩnh. Nếu chúng ta cảm giác đây là người mà có thể hợp với chúng ta, hãy cho nhau cơ hội. Bấm nút bằng cả trái tim của mình các bạn nha. Chúng ta đang đối diện với người thân, bạn bè của mình. Còn nếu như chúng ta thấy là không phải thì không cần mất thời gian của nhau. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Gái không bấm. Cường bấm ngay từ giây phút ban đầu. Qua cuộc nói chuyện thì anh hiểu được sự việc nó xảy ra như vậy rồi. Níu kéo nhưng mà không được. Hai tâm hồn không đồng dạng, không hiểu nhau thì nó không bao giờ sinh ra một định lý gì cả hết. Tất cả một phần để cho hai bạn nói chuyện với nhau nhiều như vậy là để cho Cường mạnh dạn hơn. Giống như là một cái bài tập vậy đó. Bài tập cho Cường. Thật ra trong cuộc sống này chúng ta cần mạnh dạn hơn chút xíu nữa. Chúc các bạn hạnh phúc, sẽ sớm tìm một nửa manh ghép cho cuộc đời của mình nha. Rồi bây giờ anh giới thiệu về bản thân của anh ha. Anh cho em biết những cái thông tin của anh, họ tên, nghề nghiệp, tuổi với lại là mình đang sinh sống ở đâu nha anh. Dạ em tên Nguyễn Văn. Dạ Nguyễn Văn gì anh, em nghe không rõ, nói lại giúp em với.
Văn Hoàng. Ừ, mình cố gắng trò chuyện lớn hơn một xíu giùm em ha. Dạ rồi. Nguyễn Văn Hoàng sinh năm 1983. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc ở đâu anh ha? Chia sẻ giúp em thêm cái nghề nghiệp hiện tại của mình luôn nha. Dạ, hiện tại em đang sinh sống ở huyện U Minh. Dạ, em đi làm nghề cơ khí, các nhà điện chế đồ. Ừ, mình làm cái ngành nghề đặc biệt như vậy á, thì không biết là thu nhập của mình có ổn định không anh ha? Là tầm khoảng bao nhiêu tới bao nhiêu ạ? Dạ, cái thu nhập của em là nó cũng tùy theo tháng nữa chị, có khi em mười mấy hai chục cũng không chừng, rồi có khi 3-4 triệu cũng không chừng. Tại vì em cũng lãnh riêng đó, rồi em làm tùy theo tháng, mình có hàng nhiều, cao. Dạ rồi, thì mình làm như vậy là có khi nào mà mình nhận những cái nhà nó ở xa mà mình phải đi làm sao không anh? Hay là mình chỉ nhận ở trong cái khu vực mình đang ở hả? Dạ có chị. Em cũng có nhận xa gần, em cũng có nhận hết. Là tần suất nó nhiều không anh? Tần suất mà mình phải xa nhà nhiều không anh? Dạ, xa nhà thì cũng nhiều á chị. Dạ rồi. Hiện tại là mình đang sống với gia đình hay sao ạ? Dạ, em đang sống với gia đình. Em có một mẹ già và một người hai. Em đi làm ở xứ người đó, nay tận 20 năm này chị. Đấy, em cũng đọc được xong cũng như vậy đó, là em nuôi cả gia đình. Dạ rồi. Rồi chia sẻ giúp em một xíu về cái ưu điểm và cái nhược điểm của mình nha. Dạ, ưu điểm của em thì em rất là năng động trong công việc làm, em việc làm tương lai, lo cho tương lai mình. Còn nhược điểm thì sao anh? Nhược điểm thì em hơi chậm chút. Em không uống rượu. Không rượu bia luôn hả anh? Mình có hút thuốc không ạ? Dạ, thuốc thì em có hút, và trước đây rượu bia thì nói chung em cũng có, mà một vài ly ít, nói chung đi mà làm ăn giao tiếp bạn bè, làm ăn em thì ngạc lắm, em cũng được vài ly thôi chứ bình thường thì không. Hút thuốc là mình hút nhiều không anh? Dạ, thuốc thì em hút cũng bệnh. Một ngày mấy điếu anh? Một ngày tầm mấy điếu? Dạ, một ngày em cũng khoảng 10 điếu trên ạ. Trời ơi, 10 điếu trên mà kêu ít. Rồi, chia sẻ giúp em thêm về cái tình trường của mình ha. Là mình độc thân hay là mình đã từng lập gia đình chưa ạ? Cũng như là mình đã trải qua bao nhiêu mối tình và lý do tại sao mình không thể tiếp tục với mối tình đó anh? Dạ, em vẫn độc thân, em chưa có gia đình, từ đó giờ em chưa gia đình, em độc thân. Em chỉ có được hai mối tình. Một mối tình đó thì thời em còn yêu. Tình tình thì thời gian gần đây. Thời gian gần đây là cụ thể là hồi nào anh ha? Và tại sao là mình chia tay cũng như là mình không có bên nhau nữa? Mối tình gần đây thì do mà người nữ theo thầy bói đó, thì cái tuổi nó không hợp, vì em và cái người đó đó là lớn nhỏ 3 tuổi, cái tuổi không với cái người đó. Là mình chủ động chia tay hay là bạn nữ chủ động chia tay do cái tuổi không hợp với anh? Bạn nữ chủ động chia tay. Vậy là do bạn nữ nghe theo thầy bói là do là nói là tuổi của mình không hợp cho nên là bạn nữ không quen nữa ha anh? Dạ, và thầy bói nói mình hai tuổi đó nó không hợp, với cái thứ hai nó cắt khẩu. Là từ đó tới giờ bao lâu rồi anh không quen ai? Dạ cũng lâu rồi chị. Lâu là mấy năm anh? Khoảng 2 năm nay chị. 2 năm nay không quen ai. Rồi vậy thì là nếu mà tham gia với chương trình thì anh muốn là chương trình sẽ làm mai cho mình người như thế nào? Về tuổi tác, vùng miền, ngoại hình này kia anh. Có miệng ơi.
rồi dạ. Anh ơi. Dạ rồi, anh nói lại giúp em nha, hình mẫu bạn gái ha. Mấy người thế nào á? Ừ, mà quỷ kết bạn chặn số chung chơi. Mấy người bị rớt mạng hả ta? Bên đó rớt mạng á chị, bên nhân vật bị rớt mạng á chị. Rồi, alo anh ơi, anh nghe rõ em không? Cuộc điện thoại nó chuyện không hoài á. Ồ, rồi, ok, bây giờ ổn định chưa anh? Dạ, ổn rồi chị. Dạ rồi, chia sẻ tiếp giùm em ha. Dạ, bạn gái em thì em cũng yêu cầu được vui vẻ, là thì nhỏ nhẹ chút là được. Vui vẻ, nhanh nhẹn. Rồi về cái ngoại hình của bạn nữ á, thì có yêu cầu nào không anh, cụ thể hơn chứ em, là khoảng cao bao nhiêu, rồi nặng bao nhiêu, rồi như ngoại hình bạn nữ anh có yêu cầu đặc biệt không, thì anh chia sẻ cụ thể giúp em để cho bên chương trình dễ tìm được cái người phù hợp với mong muốn của mình nha. Dạ, cao tầm khoảng 1m55 trở lên là được chị. Nếu mà ở độ tuổi mà người ta cũng tầm tuổi mình mà đã từng lập gia đình thì có được không anh? Nếu mà có lập gia đình đó thì không có, chưa có con riêng thì cũng được chị. Rồi, lập gia đình mà chưa có con ha. Còn tuổi tác thì là tầm tuổi mình trở xuống ha. Dạ. Bạn gái có bắt buộc là phải ở dưới miền Tây luôn không, hay ở đâu thì được anh? Nếu mà bạn gái được ở miền Tây luôn á thì đã chị, tại vì em á thì kinh tế là cái điều kiện nó cũng hơi khó khăn á chị. Ở miền Tây luôn càng tốt rồi, ok. Còn yêu cầu gì đặc biệt nữa không anh? Thì bạn phía mình gọi đã không? À không chị, em chỉ yêu cầu là bạn nữ biết lo vui vẻ và chung thủy là được chị. Rồi ví dụ như ở miền Tây anh có ca văn nghệ rồi được không? Ca cổ rồi được không? Dạ em cũng chút mà đều dở lắm chị. Rồi thử đi, thử coi dở cỡ nào. Hoàn toàn là sống. Ca luôn dở hả chị? Đúng rồi, ca luôn, ca luôn. Nha, nha luôn, tổng cuộc. Mấy câu thôi. Kỳ cọt nha, cái thở là không à. Quát đếp lên kia thấy ngay đứa thở. Là em quên đó thầy chị. Đáng mấy câu thôi trời ơi, cơ hội đó. Nga, ta đúng lại đi, rồi này kia các thứ. Tao đang đợi bạn, tao sẽ quay cho tao. Mong tao về quê đưa đi, về tao kêu một mãi xó ra cho. Nhà tao đầy như thế này, ngoài tao đam mê đó. Nếu mà mình không nhớ thì cố gắng là nếu mà khi mà biên tập họ làm nội dung với mình đó thì mình cố gắng chuẩn bị ha, để mình có cái sự chủ động hơn nha, phải tự tin mạnh dạn hơn nữa thì mới đạt cái tiêu chuẩn để mình lên truyền hình, mình nói chuyện với MC với bạn gái được. Còn đến đó thì đâu có ai nhắc mình đâu, đâu có biên tập đến đó nhắc mình. Rồi ok, cảm ơn anh Hoàng đã cáp tin cái buổi ngày hôm nay nha, anh đợi thông tin gì chương trình nha. Dạ rồi, mình xong rồi mình phát ra cuộc gọi đi anh. Dạ, phát cuộc gọi sao chị, em không hiểu chị. Dạ anh nhớ chưa, màn hình nó bấm nút đỏ thoáng. Vậy như là mình tắt là rồi đó hả chị? Đúng rồi ạ. Dạ rồi, chị em cảm ơn nhiều hả chị. Dạ rồi, chào anh ạ. Vòng casting đầu tiên thì biên tập sẽ nói chuyện với anh để biết hình mẫu cũng như là anh như thế nào. Sau đó thì chương trình sẽ tìm người phù hợp để ghép cho anh. Dạ bây giờ thì anh có thể chia sẻ cho em về những cái thông tin cá nhân của anh, ví dụ như họ tên của mình nè, ngày tháng năm sinh, rồi nghề nghiệp hiện tại, công việc, địa chỉ của mình, với lại là ưu điểm và nhược điểm của anh nha. Anh chia sẻ giúp em ha. Mình tên là Nguyễn Quang Lý, sinh năm 1985 là tuổi thật á. Còn trong giấy tờ là sinh năm 1988. Dạ. Mình đang làm nghề nghiệp gì hả anh? Công việc của mình đang làm gì hả anh? Làm giường thôi. Làm giường.
Dạ, làm vườn là mình trồng trái cây hay là sao anh? Mình vừa đang nuôi vừa trồng cây trong vườn vậy. Dạ. Chăn nuôi là con gì? Anh chăn nuôi. Anh nói là quê ở đâu vậy anh Lý ơi? Ở quê ở Đắk Lắk. Rồi mùa này là trên nó đang trồng cái gì vậy anh? Mùa này thì tùy theo nhà thôi, trồng bắp, trồng đậu hoặc là cà phê, tiêu rồi lung tung á. Dạ rồi anh, cái này là mình làm cho gia đình hả anh? Làm gì anh? Dạ, nếu mà làm như vậy thì cái thu nhập của mình trung bình thì như thế nào anh? Tùy, tại vì em mấy năm làm đi làm nước ngoài á, đi Nhật chỗ á. Nhưng mà viết tắt như vậy chứ. Mấy tháng này. À mấy năm trước mà anh đi Nhật làm hả? Làm Nhật rồi là đi mấy năm. Rồi mà mấy năm trước đi Nhật là anh làm gì, anh cứ chia sẻ cụ thể thông tin giúp tụi em nha. À làm bên Nhật là bên dập ép phụ tùng ô tô á. À còn mới về Đắk Lắk đây thôi. Nhưng mà nếu mà thường thì trung bình thì một tháng là tầm khoảng trên dưới 10 triệu không anh? Ở nhà mình á hả? Dạ đúng rồi anh. Trên nhá. Trên nhá. Trên 10 triệu. Rồi ok, anh cứ tự tin thoải mái chia sẻ giúp tụi em nha. Rồi hỏi tiếp với bố. Dạ. Thu nhập trên 10 triệu. Anh ơi, anh đã trải qua mấy mối tình rồi hả anh? Mình thì đã có một đời vợ rồi, đã ly hôn. Dạ, mình ly hôn bao lâu rồi anh ha? Và lý do tại sao mình ly hôn? Ly thân thì 4 năm mà ly hôn thì mới được 5-6 tháng thôi. Mới chính thức ly hôn. Dạ. Có một bé 7 tuổi. Bé gái hay bé trai anh? Bé gái. Dạ. Vậy là bây giờ bé gái đang ở với mẹ. Ở với mẹ. Dạ. Thì lý do tại sao mà mình ly hôn anh ha? Là giữ ngoại tình. Dạ, anh có thể cho em biết chi tiết được không? Để em lần sau nếu mà có ghép cho mình thì em cũng sẽ hạn chế những cái đó, một phần nào đó cho anh. Không, tại cái đó thì hồi xưa lấy nhau gì được đâu 3 năm. Tại lúc đầu tiên là lúc hồi trước đó là quen ở nhà xong đi làm ở Israel ấy. Dạ. Rồi là cũng về phép xong cưới xong đi qua lại tiếp. Làm được 1.5 năm rồi về nhà. Vậy là sống chung là một nhà rồi sống ở chung luôn á. Là được đâu 2 năm là vợ cũng có tình cảm người khác. Rồi là quyết định chia tay. Sao anh phát hiện được là vợ mình có tình cảm với người khác anh? Rồi tin nhắn hay sao anh? Tại vì biết trong điện thoại rồi là tại người đó cũng gần á, bạn bè á. Dạ. Rồi biết rồi vợ cũng gọi là cũng tự khai luôn á. Mình cho mình nghi ngờ xong người ta biết rõ rồi á. Là sao mà mình ly thân tới 4 năm là chưa hoàn tất giấy tờ hay sao anh? Lúc đó chưa tính ly hôn đâu, đang còn níu kéo rồi là còn gì tình cảm với bên con nữa. Rồi là lúc đó hai vợ chồng lại quyết định là đi qua Nhật làm. Để nó gọi là có thể làm níu kéo lại tình cảm mình á. Nhưng mà qua đó nó cũng là cái tính mình gọi là bị lừa dối một lần rồi là mình cũng quên rồi á. Từ đó tình cảm nó phai nhạt dần rồi là quyết định ly hôn. Nhưng mà tại vì lúc đó chưa về nước nên chứ không ly hôn được. Dạ rồi, nói chung là đó thì những cái chi tiết này á, nói chung là khi mà vào cái vòng gọi là vòng trong mà làm nội dung với biên tập á thì anh cứ chia sẻ chi tiết với biên tập để thứ nhất là biên tập sẽ hiểu về mình, hiểu về những cái mà mình đã từng trải qua trong cuộc sống hôn nhân đó, để mà tìm cho anh được cái người mới nó thích hợp ha. Còn ở đây thì mình sẽ có khoảng 5 đến 10 phút để mình chia sẻ nhanh để thể hiện cái sự mình có chủ động mà mình chia sẻ với chương trình hay là không nha. Rồi bây giờ anh chia sẻ về cái hình mẫu anh mong muốn như thế nào đi anh Lý. Hình mẫu thì gọi là
người thì cao khoảng 1m55 đến 1m62 về, tại vì mình cũng không cao á. Rồi là mặt thì dễ thương tí thôi. Rồi tính tình thì gọi là phải chung thủy. Rồi là cũng quen quán cùng mình. Quê quán dùng miền thì cũng không quan trọng lắm. Đâu cũng được gọi là mình sống mình thích với lại hiểu mình là được rồi. Dạ rồi, còn về tuổi tác của cô gái này thì như thế nào ạ? Tuổi thì khoảng từ 25 đến 33, tầm tầm đó gì. 25 đến 33 là tuổi. Cùng hoàn cảnh với mình, đã ly hôn và đang nuôi con thì vẫn được đúng không anh? Ờ đúng rồi, cũng vẫn được. Ok, đó là những cái anh có tài lẻ hay năng khiếu gì không anh Lý? Chung là năng khiếu rồi thì chủ yếu là khiếu dân nghệ, rồi làm công việc thì mình cũng làm cái gì mình làm. À, có khiếu dân nghệ hả? Thì dân nghệ là chắc ca hát rụng được nè đúng không? Anh hát thử em nghe. Hát gì hả? Ừ. Hát gì ta? Nhạc trẻ hay được không? Bạn ngắn. Hát bài gì ta? Giờ không có nhạc nghe khó hát đúng không? Mấy câu thôi. À, bài Lỡ Hẹn Nhân Sông Lam nghe. Dạ rồi. Mấy chiều bạc lãng sau đóng nước, một chiếc thuyền nan vội vã trở về. Sông Lam một dải xanh như ngọc, vời vời mắt ai mà tái tê. Xa xa mây phủ non hồng linh, đã vàng hoa cay nơi bên sông. Câu hát giận thương vương sóng nước, đâu đây đâu phải sáng sớm. Đến duyên em đi lấy chồng. Rồi, được đó. Cảm ơn anh Lý ha. Thì có gì anh đợi thông tin của chương trình nha. Nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ báo cho anh, để anh sắp xếp anh xuống Sài Gòn anh ghi hình ha. Dạ rồi, cảm ơn chương trình.